Thưa quý vị, Minh Trị Duy Tân không chỉ được biết đến như một sự kiện lật đổ chính quyền Mạc Phủ, thiết lập chính quyền Minh Trị ở Nhật Bản, mà đó còn là một chuỗi cải cách kéo dài gần 30 năm làm biến đổi sâu sắc về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của Nhật Bản. Chính vì vậy, rất nhiều nhà văn hóa và nhà sử học trên thế giới vẫn luôn quan tâm và mong muốn tìm hiểu về những nhân vật lịch sử, những nhà tư tưởng đã đóng góp vào sự nghiệp Duy Tân xây dựng Nhật Bản. Chuyên mục cuốn sách tôi chọn hôm nay muốn giới thiệu tới khán giả cuốn sách Duy Tân Thập Kiệt của tác giả Nguyễn Tiến Lực, người đã dành rất nhiều thời gian say mê và nghiên cứu về đất nước mặt trời mọc. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của dịch giả Nguyễn Quốc Vương về cuốn sách này để có thêm một lăng kính nhìn nhận về một giai đoạn đầy biến động của Nhật Bản, cũng như 10 nhân vật lịch sử có thật đã đóng góp vào những đổi thay của thời đại. Cuốn sách Duy Tân Thập Kiệt là cuốn sách được viết bởi tác giả Nguyễn Tiến Lực. Trong cuốn sách này thì tác giả kể về cuộc đời, sự nghiệp cũng như ảnh hưởng của 10 nhân vật gọi là xuất sắc nổi bật trong giai đoạn cuối thời Mạc Phủ Tokugawa và trong thời Minh Trị Duy Tân. Và 10 nhân vật này sẽ được kể dưới nhiều góc độ, ví dụ như là cống hiến về mặt chính trị của họ đối với nước Nhật trong giai đoạn xây dựng chính phủ mới cũng như là xây dựng một nước Nhật cận đại. Ngoài ra thì tác giả còn nói về con người cá nhân, bởi vì viết về nhân vật cho nên là ở trong đó thì tác giả cũng dành một số thời lượng nhất định, dung lượng nhất định để kể về tuổi thơ cũng như cá tính cũng như là về mặt nhân cách của từng nhân vật, và đấy nó cũng tạo nên cái sự thú vị của tác phẩm. Tác giả Nguyễn Tiến Lực đã từng du học Nhật Bản, thông thạo tiếng Nhật và đã nghiên cứu rất lâu năm về lịch sử Nhật Bản, đặc biệt là lịch sử Nhật Bản cận hiện đại. Thầy cũng viết rất nhiều sách về giai đoạn này, ví dụ như là về Fukuzawa Yukichi, về quá trình Nhật Bản cải cách theo mô hình phương Tây trong giai đoạn Minh Trị, và gần đây là cuốn Duy Tân Thập Kiệt. Trong cái cuốn sách này, tác giả không chỉ là viết về tiểu sử của nhân vật mà có một cái phần tôi cảm thấy rất là thú vị, và nếu là tôi thì chắc là tôi cũng sẽ đưa phần đó vào khi viết về các nhân vật, đó là ảnh hưởng của nhân vật đó đối với nước Nhật hay tình cảm của người Nhật đối với nhân vật đó ngay cả sau khi nhân vật đó qua đời. Để chúng ta biết là nhân vật lịch sử thì họ sống trong một bối cảnh lịch sử nhất định, thường là bối cảnh lịch sử mà diễn ra sự thay đổi lớn, nó sẽ rất là phức tạp, tức là cùng một hiện tượng, cùng một vấn đề nhưng mà các tầng lớp trong xã hội sẽ đánh giá khác nhau. Trong cái bối cảnh lịch sử như vậy thì các nhân vật lịch sử sẽ hoạt động và sẽ có thái độ rất là khác nhau. Cho nên là sau khi mà họ chết rồi thì cái đánh giá của đời sau đối với họ cũng sẽ rất là khác. Có những nhân vật sẽ được yêu thích một thời gian nhưng sau đó sẽ không được dân chúng yêu thích nữa. Tại vì là tâm tính rồi tư tưởng của thời đại nó sẽ thay đổi. Thế thì ở trong cái cuốn này thì tác giả Nguyễn Tiến Lực có đề cập cái chuyện đó. Mặc dù viết về lịch sử nhưng nó sẽ có được một cái góc nhìn tham chiếu với hiện tại. Và như vậy thì nó giúp cho độc giả đọc lịch sử sẽ cảm thấy không xa lạ. Tất cả các nhân vật được đề cập ở trong này có những điểm chung mà nó có thể nó sẽ hấp dẫn đối với thanh niên. Đó là khi họ bước lên vũ đài hoạt động, dù là học thuật hay là chính trị, họ đều ở độ tuổi thanh niên và rất là trẻ trung. Đọc ở đây ta sẽ thấy là anh hùng không đợi tuổi, hầu hết họ là rất trẻ. Đấy là một đặc điểm rất là thú vị, cho nên là nó sẽ tiếp thêm cái dũng khí cho thanh niên. Cái thứ hai nữa là đặc điểm chung của giữa họ ấy, họ đều xuất thân là võ sĩ bậc thấp hoặc bậc trung. Và vì là xuất thân là võ sĩ cho nên là tất cả những người được đề cập ở đây đều có sức khỏe tuyệt vời. Khi mà thanh niên Việt Nam đọc thì nó sẽ gợi nhắc, gây cảm hứng cho người Việt, đó là muốn làm được điều gì đó cho cộng đồng, cho gia đình mình hay là cá nhân mình ấy. Sức khỏe và tuổi trẻ, cần phải tận dụng cái đó. Những cái người mà thanh niên Nhật được mô tả trong đấy, họ có một cái thái độ mà vừa cương quyết theo đuổi mục tiêu của mình, nhưng thứ hai nó cũng rất là mềm dẻo. Ban đầu họ có thể là theo người này chống người kia, nhưng mà sau đó khi họ ngồi nói chuyện với nhau thì cuối cùng họ đặt lợi ích dân tộc lên trên hết. Người Việt Nam chúng ta khi mà đọc cuốn này cũng có thể là sẽ liên tưởng, suy ngẫm và có thể rút ra được điều gì đó bổ ích cho mình.